giáo không ngừng học, người truyền cảm hứng. Mỗi ngày đến trường là một hành trình đầy năng lượng, nơi chúng em không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn khám phá chính mình và thế giới rộng lớn. Thầy cô không chỉ dạy chúng em học mà còn tiếp thêm động lực, dẫn dắt từng bước để chúng em tiến gần hơn đến những ước mơ và khát vọng của mình. Giáo dục không chỉ đơn thuần là trao đi kiến thức mà là nuôi dưỡng những giấc mơ và hoài bão. Tại môi trường trung học phổ thông Vị Xuyên, nơi mà tri thức và tình yêu thương cùng lớn lên, có một cô giáo đã để lại trong lòng học sinh dấu ấn sâu đậm, đó là cô Phạm Thị Liên. Một cô giáo luôn cống hiến hết mình, từng ngày vun đắp ước mơ cho chúng em, khơi nguồn cảm hứng để mỗi chúng em tự tin trong cuộc sống. Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, cô Liên không chỉ là cô giáo mà còn là người đồng hành cùng bao thế hệ học sinh. Với lòng đam mê nghề giáo và sự sáng tạo không ngừng, cô đã mang đến những phương pháp giảng dạy mới mẻ, mở ra cho học trò chúng em những con đường tương lai tươi sáng. Cô không chỉ giúp chúng em vượt qua khó khăn mà còn khơi dậy trong chúng em lòng yêu thích học tập, biến những ước mơ thành động lực vươn xa. Trong mắt chúng em, cô Liên không chỉ là một cô giáo với sự tận tâm mà còn là một nhà giáo tiên phong, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Bằng sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ hiện đại, những hiểu biết ban đầu về nghiên cứu khoa học, cô đã mở ra cho chúng em những cánh cửa mới để khám phá thế giới. Cô giáo Liên là một cô giáo vô cùng tuyệt vời. Cô luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các bạn học sinh bằng tất cả cái tâm, cái tầm của một nhà giáo vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là trong năm vừa rồi thì em rất may mắn khi được cô Liên hướng dẫn cuộc thi khoa học kỹ thuật lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Và bọn em rất vui khi kết quả của cô trò cố gắng đã đạt được giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Từ việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các bài giảng đến các lớp học trực tuyến xuyên biên giới. With a teacher from Philippines. And is widely understand or understood since it is the media. Cô Liên giúp chúng em vượt qua mọi khoảng cách về không gian và ngôn ngữ, tự tin hơn trong giao tiếp và sẵn sàng bước ra thế giới. Trong cuộc sống, cô luôn là nguồn động lực giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành. Cá nhân em luôn luôn ghi nhớ công ơn của cô giáo Phạm Thị Liên, người giáo viên rất tận tâm với nghề, luôn yêu thương dìu dắt dạy bảo học sinh như người con của mình. Những lúc em gặp khó khăn nhất thì cô đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ em rất nhiều để em có động lực cố gắng phấn đấu trở thành người sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn đến cô giáo Phạm Thị Liên, cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh của em. Cảm ơn cô đã luôn luôn truyền cảm hứng, tạo động lực để em cảm thấy yêu thích môn học này. Em rất biết ơn vì sự động viên, hỗ trợ của cô trong suốt thời gian em còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ là nguồn cảm hứng học tập cho chúng em, cô Liên còn là người đồng hành, nhiệt huyết của đồng nghiệp trong hành trình đổi mới giáo dục. Với tầm nhìn sáng tạo và kinh nghiệm phong phú về ứng dụng công nghệ, cô đã lan tỏa những giá trị mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển chất lượng giảng dạy không chỉ trong ngôi trường của chúng em mà còn trong nhiều cộng đồng giáo viên trên khắp cả nước. Cô không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn khơi dậy niềm đam mê và lòng tận tâm của những người đồng nghiệp. Đọc báo, đọc sách rồi nghe thông tin này cô Liên rất là lâu rồi, nhưng hôm nay mới diện kiến gặp mặt được, đúng không ạ? Vì cái sự chia sẻ của cô rất là chân tình, rất hiệu quả. Tôi cho rằng hôm nay hiệu quả. Cảm ơn cô ạ. Trường Trung học Phổ thông Vị Xuyên, nơi địa đầu Tổ quốc, không chỉ là mái nhà của tri thức mà còn là nơi nuôi dưỡng những khát vọng bay xa. Từ những lớp học nhỏ bé nơi đây, cô Liên và các thầy cô giáo của chúng em đã từng ngày thắp sáng ngọn lửa tri thức cho bao thế hệ học trò. Thầy cô không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn truyền cho chúng em lòng tự tin để vượt qua mọi giới hạn, để dám ước mơ và vươn tới những chân trời mới. Chúng em sẽ luôn mang theo những bài học và tình yêu thương của thầy cô để vững bước trên con đường phía trước, xây dựng một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Cô sẽ luôn ở đây, ủng hộ và tự hào về từng nỗ lực và thành công của các em. Hãy luôn vững tin và không ngừng ước mơ. Cảm ơn các em đã là nguồn cảm hứng cho cô mỗi ngày. Thời gian trôi, sao trôi.